Hello anh em nhé, chúng ta quay lại với game Tam Giới Phân Tranh, game Phong Thần Mobile của bên đơn vị nhà phát hành TBD anh em ạ. Thì hôm nay Thường sẽ tiếp tục review về cho anh em về cái hệ phái dị nhân. Nói chung là một trong ba cái hệ phái có mặt trong cái game Tam Giới Phân Tranh và đặc biệt là game Phong Thần Mobile này. Thì nói qua một số về cái ưu điểm của con này thì mình mới tập chơi con dị nhân này thì mình thấy là đi trên ấy là nó ít tốn kém anh em ạ. Ở đây anh em để ý này, hôm qua mình mua với có bao nhiêu, 369, mình mua có 14 bình mala mà trên từ đêm bây giờ mất có chung là 4-5 bình nó không tốn mấy luôn anh em ạ. Máu nước thì nó tốn mất khoảng 2 bình máu này. Đấy thì khả năng cao là gặp boss xanh hay là những cái combo mà nó đánh thì mất máu thì không biết như thế nào, nhưng mà mất mất có 2 bình máu thôi. Mà tính ra là chơi con này rất là rẻ nhá anh em, chơi đi trên quái mà nó ít tốn mana và máu lắm. Mình nếu mà ở bên F1 trụ vương mình chơi con đạo sĩ thì nó rất là tốn. Tính là một đêm mà mình đi trên quái các thứ ấy là nó tốn ít nhất phải tầm 200 cho đến 300 xu tiền mua mana và máu, sợ thật. Nhưng mà qua đây qua S5 server mới Na Tra này chơi thì mình thấy là nó khá là rẻ ở con dị nhân. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái đúc kết về cái cẩm nang của con dị nhân để cho anh em chơi ở cái giai đoạn đầu cho nó hợp lý anh em nhé. Thì anh em được biết là cái hệ phái dị nhân ấy nó chia ra là bùa pháp và quậy thú. Bùa pháp ở đây tức là anh em sẽ chơi theo kỹ năng bùa, tức là của nhân vật của anh em sẽ sử dụng. Đấy, nhân vật anh em sử dụng được cái kỹ năng bùa này. Còn quậy thú này tức là cái con bét này đi theo sau là nó đánh này. Thì bùa pháp ở đây thì anh em sẽ chơi theo xuất chiêu bùa pháp, tức là nhân vật của anh em nó sẽ thi triển nó đánh. Thì để lên được kỹ năng bùa chủ yếu là chúng ta sẽ lấy được cái tật phong chú này, là một cái kỹ năng rất là quan trọng đối với dị nhân. Thứ nhất là nó tăng xuất chiêu vũ khí và bùa pháp. Và ngoài ra cái vạn cốt tần khô này là cái skill 90, nó cũng quan trọng khi mà đi săn boss các thứ. Nói chung là đây là kỹ năng bùa. Còn gọi thú ở đây thì nó quan trọng nhất là cái giai đoạn đầu anh em sẽ phải sắm Niên Nỗ Tế. Đó là skill bùa 35. Thì anh em sẽ sử dụng một mảnh hồng thủy tinh để anh em đóng. Thì nếu mà ông nào đen thì mất khoảng tầm 5 nhát. Còn ông nào đỏ thì 2 phát là ra. Còn nào ông nào trung bình như tôi thì 3 phát là ra. Thì mất khoảng tầm 3 mảnh hồng thủy tinh. Ở cái giai đoạn đầu nếu mà anh em đầu tư mảnh hồng thủy tinh thì anh em sẽ mất khoảng tầm 150 xu. Hiện tại thì nó cũng rẻ rồi. Nếu mà tính ra cái liên nỗ tế bây giờ nó chỉ tầm 350 cho đến 400 xu thôi. Đấy. Còn mấy cái bí kíp này thì anh em sẽ đi trên và anh em sắm dần dần vì những cái bí kíp này về sau nó rất là rẻ này. Nó chỉ giai đoạn đầu là nó sẽ mắc nhất ở cái liên nỗ tế thôi. Anh em sẽ phải đầu tư cho mình cái liên nỗ tế để anh em đi trên quái. Còn lên level 85 thì anh em sẽ phải đầu tư phong quyển tàn vân. Thì kỹ năng này anh em sẽ phải đóng mất khoảng tầm 3 viên hồng bảo thạch. Đây là kỹ năng 85. Thì kỹ năng đi trên rất là sướng ở cái con dị nhân này nhá anh em. Còn về set đồ thì cái giai đoạn đầu anh em nên đầu tư đó là cái set đồ báo thần. Báo thần ở đây thì anh em sẽ chủ yếu là lấy 4 món thôi. Thứ nhất là anh em sẽ lấy cái lón này, cái áo này và cái đai lưng này và cái giày. Ngoài ra thì anh em sẽ lấy cho mình một cái phi phong đồ xanh có xuất chiêu vũ khí để cho con bét này của anh em nó đánh nhanh hơn, nó ra kill nhanh hơn. Thì con bét này nó chơi bằng cái con thú này của mình này, long bán kill nó chơi bằng xuất chiêu vũ khí. Đây là hiện tại là cái xuất chiêu vũ khí của mình nó đang là 30%, còn ma pháp công là 20%, tức là cái con nhân vật của mình đang đánh là 20% ma pháp thì để cho nó đánh nó bút bùa nhanh hơn. Thì đây mình đi trên thì mình đang sử dụng cái bùa phá giáp chú, tức là cái bùa này phá giáp chú thì để cho nó giảm cái phòng ngự và cái kháng của quái vật mình đi trên ấy, mình bút lên thì cho nó đánh nó dễ chết hơn, vì tầm này quái đang thủ châu mà đam mình nó hơi bé nên là mình sẽ phải sử dụng cái đấy. Còn cái vũ khí này là mình đi làm nhiệm vụ 4 năm nó cho này, phục thể phủ này, thì cái này anh em lấy vào 20% đam cũng được. Giai đoạn này thì nó chưa BK nên là mình cũng chưa phải đầu tư nhiều. Thì niên 8x thì bắt đầu sẽ đầu tư cái set đồ lục 8x. Còn 60 thì set đồ của nó cũng bình thường thôi chứ không phải là
quá khỏe đối với dị nhân. Nhân về xếp 80 hoặc là xếp 100 bắt đầu nó khỏe lên. Anh em thấy đi farm rất là nhàn nhé. Dị nhân là một hệ phái đi farm mình đánh giá rất là sướng, nó ít tốn kém anh em ạ, nó ít tốn kém. Đấy, để mà đam đi săn boss thì nó cũng ở mức chung, tuy rằng nếu mà lên cao cao sau này thì nó sẽ không bằng đạo sĩ được. Đạo sĩ thì nó vẫn là hệ phái săn boss rất là tốt, nhưng mà dị nhân mình thấy là đi cày thì nói chung là cày cấp thì nó cũng khá là hiệu quả, nó rẻ, cắm cả ngày không lo hết mana, khá hợp lý. Còn đạo sĩ kia mà anh em phải mua full dương mana để anh em đi farm thì rất là tốn kém. Ở bên F1 mình chơi thì mình biết rồi, nó tốn kém phết. Nên là qua bên server mới này mình trải nghiệm con dị nhân này xem nó như thế nào. Hiện tại thì mình đang ở cấp độ 56 đây. Mới làm mấy cái nhiệm vụ như là đóng sách 16 cuốn mấy cái sách chư hầu ấy. Đấy, còn tối nay mình sẽ like để đi hoạt động, không biết là lên nổi được 58 hay không. Chắc là lên được anh em ạ. Tối chắc mình lên 58, 59. Nếu mà farm từ giờ đến bây giờ 14 giờ 16 mà farm từ giờ đến tối nó cũng phải lên được tầm 40%. Đến lúc mình like 40 hoặc 45%. Đấy, farm rất là nhàn nhưng mà trên chả nhặt được cuốn bí kíp béo nào anh em. Cuốn thập phương không biết nó rớt ở đâu. Chả nhặt được cuốn bí kíp nào anh em ơi. Nói chung là chơi dị nhân được anh em ạ, chơi dị nhân được, server này rất nhiều đạo sĩ. Nên là mình chơi dị nhân đi cho nó đổi mới. Ở F1 thì mình vẫn đang còn ác đây. Thì thỉnh thoảng mình sẽ like hai bên cho anh em xem. Ở bên F1 thì tôi đang muốn là tôi về tôi đầu tư thêm một cái cuốn tam muội, đóng một hai phát nữa để cho lấy được cái cuốn tam muội. Nếu mà anh em nào mà thiện chí mua ác F1 thì mình bán luôn để mình đầu tư sang bên F mới này, để mình đầu tư sang server mới này để mình chơi con dị nhân này cho nó ok đua top. Tôi đang tính là tôi đua top bên đây để tôi kiếm cái con bét đấy. Đấy anh em, thấy đại dị nhân là chơi được anh em, dị nhân chơi ổn anh em. Nếu mà theo mình chơi được khoảng tầm vài ngày mình thấy là rất là ổn. Còn không biết là lên cao thì nó như thế nào nhưng mà hiện tại trên nó khá êm. Trên khá êm anh em ạ. Không tốn kém mấy, chơi được. Nói chung là nếu mà anh em nào mà kinh phí thấp mà chơi để trải nghiệm hay là trải nghiệm các phái mới thì anh em lên chơi con dị nhân này một lần. Nó hợp lý với túi tiền anh em hơn, nó không tốn kém anh em. Ok anh em, mình xin phép là kết thúc clip ở đây, bye anh em nhé, hẹn gặp anh em tối nhé.